Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cuộc sống này, anh em biết tại sao trở nên bận rộn không? Sự bận rộn là từ ma quỷ đến. Nó gieo sự bận rộn để cho tấm lòng chúng ta không còn thời giờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và bởi vì chúng ta không thờ phượng Ngài, cho nên chúng ta trở nên thu hấp. Và trở nên yếu ớt thì ma quỷ có cơ hội để hành hạ chúng ta. Cho nên anh chị em ơi, hãy xây dựng một nếp sống thờ phượng Ngài. Vì đó là sức mạnh của chúng ta. Giữa cái thế giới ô trọc này, giữa cái thế giới đầy gian ác, dối gian này, chỉ có những người thờ phượng Đức Chúa Trời mới đứng vững. Và Chúa cần sự thờ phượng chúng ta, anh chị em. Sức mạnh của chúng ta ở đó. Và sức mạnh của chúng ta nó nằm ở chỗ là trong lúc mình thờ phượng thì Chúa phán với chúng ta. Vì như một bài giảng tôi đã nói với anh chị em rồi đó, con người sống không phải chỉ bánh mà bằng mọi lời ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Và cái từ lời đó nó có nghĩa là lời đang phán, lời rema, lời đang nói, lời Chúa đang nói. Và đó chính là điều mà tôi và bạn chị em cần. Bởi vậy cho nên Chúa sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để phán với lòng chúng ta khi chúng ta quá bận rộn, khi chúng ta không còn thời giờ cho Ngài. Nhiều anh em hôm nay nghĩ rằng câu trả lời từ Chúa là đến đâu từ trên trời, ở đâu đó từ bầu trời xa thẳm nó rơi xuống. Cho nên đôi khi con người ta gặp trong đau khổ, gặp những nan đề, gặp những rắc rối, người ta hay bước ra khỏi nhà và ngửa mặt lên bầu trời và nói: trời ơi, ông ở đâu? Và họ kêu: có phải anh em? Tôi nghĩ là anh em mình cũng có những lúc như thế. Nhưng mà anh em mà sự thật là đâu? Sự thật là câu trả lời không ở trên bầu trời xa thẳm kia. Câu trả lời nằm ở đây. Câu trả lời nằm ở lời của Ngài. Đức Chúa Trời đã ban cho con người tất cả giải pháp cho tất cả mọi vấn đề. Anh chị em ơi, khi khó khăn hãy thờ phượng Ngài và tìm kiếm lời phán của Ngài. Một lời Ngài nói ra thôi, nàng đề anh em biết không? Bận tập biết không? Tất cả biết không? Và lòng anh chị em sẽ bình an. Cho nên cái mà con người hôm nay thiếu, đó là thiếu thời gian để ở riêng với Chúa, thiếu thời gian để ngồi dưới bệ chân của Chúa và lắng nghe lời của Ngài. Cái thiếu của chúng ta nằm ở đó anh chị. Bệnh tật cũng từ đó mà ra, đau đớn cũng từ đó mà ra, thiếu thốn cũng từ đó mà ra. Và ma quỷ rất khôn, nó biết rằng khi nó lừa con người càng xa khỏi lời Ngài thì con người ta càng lập chìm trong nan đề. Và nó bởi vậy nó phải kéo. Nó kéo tất cả mọi người. Anh chị em đừng tưởng rằng mục sư là nó không bị nó kéo hết. Nó kéo không chừa người nào, không chừa một người nào. Cho nên Kinh Thánh chép: ma quỷ như sư tử đông rình mò xung quanh anh em, xem có người nào nuốt được đặng nó nuốt. Nó chỉ nuốt người nào mà nó nuốt được thôi. Người nào mà có lời của Đức Chúa Trời, lửa đầy người đó nuốt được. Nuốt vào phỏng mồm phỏng miệng nó không dám nuốt. Còn người nào không có lời Chúa thì nói thiệt quá thâu. Anh em đã bao giờ thấy thì nướng vào đường chưa? Quá thâu. Và nó phải đâu? Thâu là nó đâu. Cho nên chị em ơi, hãy làm mình đầy dẫy Thánh Linh, hãy làm mình đầy dẫy lời Chúa. Và linh và lời chính là lửa thiêng của thiên đàng, không một con quỷ nào dám đến gần. Đó, bí quyết ở chỗ đó. Cho nên hôm nay chúng tôi đứng đây, anh em mình đến đây cũng là để nghe lời của Chúa. Amen. Lời Chúa rất quan trọng. Hội thánh là nơi để giảng lời của Chúa. Chúng ta phải giảng gì khác? Vì không có một cái gì xứng đáng để được nói trong hội thánh của Chúa ngoài lời của Đức Chúa Trời. Amen nhé. Cho nên từ xưa đến nay ở thánh nhà môn dân này chỉ có nói lời Chúa, chẳng có một cái gì xem lại, không có cái gì xem lại. Và lời của Đức Chúa Trời chính là Ngài, chính là danh của Ngài, chính là bản chất của Ngài. Cho nên mời anh chị em cùng tôi hãy dở ra trong Chăn Ngôn đoạn 10 câu 24, và anh em mình hôm nay sẽ bắt đầu từ câu Kinh Thánh này. Một câu thôi. Chủ nhật trước chúng ta cũng học một câu, và chủ nhật này chúng ta cũng học một câu. Nhưng
Tôi tin rằng lời của Chúa hôm nay sẽ khích lại anh chị em. Lời của Chúa khiến anh chị em được chữa lành, được giải phóng. Lời của Chúa khiến cho bế tắc của cuộc đời anh chị em chấm hết. Và anh chị em bước ra cuộc đời này với những khuôn mặt rạng rỡ, là những người đứng làm đầu, không phải đứng làm đuôi, là những người đi cứu giúp thế giới, chứ không phải để thế giới thương hại mình. Tôi tin là Chúa định cho anh em mình như thế đấy. Và tôi xin đọc: điều gì kẻ hung ác sợ sệt, ác sẽ xảy đến cho nó, nhưng kẻ công bình sẽ được như ý mình ước đạt. Amen. Tôi sẽ bắt đầu từ câu kinh thánh này. Có một bản dịch khác thì dịch như thế này: ghét của nào thì trời trao của đó, hay là người hung dữ nó ước muốn cái điều xấu xa cho người khác thì điều đó sẽ xảy đến cho nó, nhưng mà cái người ngay lành thì sẽ được ban cho cái điều mà lòng mình ước mong. Đại khái thì nó cũng là như vậy. Nhưng mà cái điểm chính yếu tôi muốn nói ở đây đó là ở vế thứ hai của câu kinh thánh này. Vế thứ nhất thì rõ ràng rồi. Vế thứ nhất thì mình không thuộc về đó cho nên mình không cần bàn nhiều. Nhưng vế thứ hai là nhường kẻ công bình. Tôi muốn nói lại với anh chị em rằng anh chị em và tôi là những người công bình trên đất này. Dưới con mắt của Đức Chúa Trời, anh chị em và tôi là những thánh đồ rất yêu, rất quý của Chúa. Gọi là thánh đồ. Thánh đồ là những người mà được Chúa Cứu Thế Giê-xu rửa sạch bằng huyết của Ngài, được Giê-xu mua bằng chính mạng sống của Ngài, được quyền năng của thập tự giá làm cho anh chị em trở nên chết đối với thế gian này, và được Đức Thánh Linh tái sanh anh chị em vào nước đời đời của Ngài. Đó là người công bình. Những người công bình này không phụ thuộc vào bất kỳ một cái điều kiện nào, một cái lý do nào, một tổ chức nào, hay là một hội đồng nào ở trên đất này để chứng nhận cho họ rằng họ là con cái Chúa. Không cả. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng anh chị em rằng anh chị em là con cái của Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh ngự trong anh em, đầy dẫy trong anh em, ban bình an cho anh em, ban sự chữa lành cho anh em, ban sự tự do cho anh em, để điều đó nói rằng anh em là con của Đức Chúa Trời. Và chính Đức Chúa Trời khẳng định, chính Đức Chúa Trời ghi trong lời Ngài: tôi và bạn trên là người công bình của Chúa trên thân này. Cho nên đừng nghĩ rằng ôi bây giờ tôi còn yếu đuối, tôi còn phạm nhiều sai lầm, tôi còn nhiều cái tội lỗi mà tôi chưa vượt qua, và để cho ma quỷ nó đến nó nói đấy, mày vẫn là tội nhân, mày vẫn là một con người xấu xa, mày vẫn là một con người cũ. Và anh em nói ô đúng rồi, nó đã lừa anh chị, nó đã lừa để cho lương tâm chúng ta bị vấy bẩn và chúng ta không có sức mạnh để đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi nói với anh chị em rằng dù là một hoàng tử trong cung điện, cũng có lúc hoàng tử đấy vượt ra ngoài cung điện đi chơi bụi đời ở ngoài kia, nhưng anh chàng đó vẫn là hoàng tử của cung điện. Amen chứ? Cho nên nói như nữ hoàng Elizabeth nói, có một lần nữ hoàng chị đã tôi quay rồi, nhưng mà có một người thấy bà đang rửa bát, và người ta nói ô nữ hoàng mà đi rửa bát không sợ người ta nhìn và người ta khinh hay sao? Bà nói dù tôi có quét nhà thì tôi vẫn là nữ hoàng của Đức Thánh. Anh chị em ạ, cho nên anh chị em được Đức Chúa Trời đặt cho vị trí là người công chính trên đất này, công chính trong cõi đời đời, thì dù anh chị em có là như thế nào thì Chúa vẫn gọi anh em là thánh đồ rất yêu rất quý của Ngài. Đó là điều mà tôi muốn cho em ghi nhận. Anh em là người công bình, anh em là người mà Chúa nhìn vào và Chúa chỉ thấy con người mới của chị, con người cũ không thấy. Anh em có biết rằng Chúa tha thứ cho mình như thế nào không? Chúa tha thứ cho mình khác với con người tha thứ nhiều. Ví dụ như bây giờ anh em phạm một lỗi nào đó, anh em đến với một người mà nói anh chị ơi tha thứ cho tôi, và người đã nói được rồi tôi tha thứ. 3 ngày sau quay lại nói chuyện và vui rồi, nó mà ngày xưa nó làm cái đó cái đó. Có người thì vẫn tha thứ nhưng mà trong tâm trí vẫn nhớ những gì, nhớ những sai phạm, nhớ những điều bất phạm, nhớ những điều đã từng chạy. Nhưng anh chị biết không, Kinh Thánh chép rằng dù tội ngươi có đỏ như hồng điều cũng trở nên tăng trắng như tuyết. Anh chị em thử nhìn vào tuyết trắng có thấy cái gì một đỏ một đen trong đó không? Khi một người được Đức Chúa Trời tha thứ, nghĩa là Đức Chúa Trời quên luôn
coi anh em như là một người chưa bao giờ phạm cái lỗi đó. Ngài nhìn anh chị em như chưa bao giờ phạm tội. Bởi vậy cho nên ở trong sách Giăng đoạn nhất mới nói, tôi nói những điều đó để cho anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu lỡ cái ai phạm tội thì đấng thành tín công bình là Jesus Christ đã tha thứ cho anh em và huyết ngay làm sạch mọi điều gian ác của anh em. Và anh em luôn luôn là người công chính trước mặt Chúa. Amen. Anh em có thấy mình là người công chính không? Ngày hôm nay phải thấy mình là người công chính. Chỉ có người công chính mới có sức mạnh. Chỉ có người công chính mới có quyền năng. Chỉ có người công chính mới có thể biến đổi thế giới hôm nay. Chỉ có người công chính mới có cái gì cho cái thế giới độc ác. Còn nếu chúng ta không phải là công chính thì mình giao họ mà cho họ cái gì? Có đúng không? Cho nên em ơi, anh em là người công bình. Và nếu anh em mình là người công bình thì Chúa hứa đấy, sẽ được như ý mình ước ao. Đây là một lời hứa cực kỳ quý báu. Cõi đời này có hàng vạn người ước ao, nhưng mà người được sự ước ao thì đến trên đầu ngón tay. Người ta ước nhiều thứ tốt đẹp. Ai mà chẳng ước gia đình mình hạnh phúc? Ai mà chẳng ước mình thành công? Ai mà chẳng ước mình nhiều tiền nhiều bạc? Ai mà chẳng ước mình được vợ đẹp con khôn? Ai mà chẳng ước mình có một gia thế, các điều về các danh vọng? Nhưng mà anh em thử hỏi xem, rất là hiếm trong đời này. Vì ma quỷ không bao giờ cho con người bất cứ điều gì tốt đẹp. Nhưng anh chị em ạ, khi anh chị em trở thành người công chính thì Kinh Thánh chép rằng cây gậy của kẻ ác không thể đụng đến sản nghiệp của người công bình. Đó là lý do tại sao mà điều mình mong ước được như ý mình, nó có lý do. Nếu không có sự bảo vệ của Chúa, ma quỷ sẽ cướp ước ao của chị. Nhưng Chúa hứa rằng Chúa bảo vệ nó. Cho nên tôi rất đồng ý với một người mục sư đã từng nói, người Cơ Đốc nhân nghèo không phải là Cơ Đốc nhân không có tiền, mà Cơ Đốc nhân nghèo là người không có nổi một ước mơ. Cứ sống lay lắt vậy, bèo nổi tôi nổi, bèo chìm tôi chìm. Đó là người nghèo nhất thiên đàng. Cho nên ngày hôm nay Chúa đọc câu Kinh Thánh này là muốn khích lệ cho chúng ta hãy có một khát khao trong Chúa. Anh em ước mơ điều gì? Anh em khát khao điều gì? Ngay chính thời điểm anh chị em đang nghe tôi nói lời này thì anh chị em thử lục lại trong lòng mình, anh chị em đang ước mơ điều gì? Có không? Nếu có thì chúc mừng, còn nếu không có thì hãy ước mơ. Bởi vì Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm được như ấy mà. Chúa hứa rằng Chúa sẽ làm thành mà. Chúa sẽ cho mà. Cho nên đừng bao giờ sống trong sự nghèo nàn, hãy sống trong sự giàu có dư dật. Hãy dám ước mơ. Hãy dám nói với Chúa rằng lạy Chúa, con khát khao điều đó. Hãy dám quỳ gối với Chúa mỗi ngày và nói rằng Chúa, con khát khao đó, bởi vì Ngài nói rằng Ngài làm thành khát khao của con. Chúng ta phải có cái duyên cớ để đến trước mặt Chúa. Chúng ta không thể đến mà đòi hỏi Ngài chuyện không không được. Chúng ta hãy đến và trích lời Ngài ra và nói với Ngài rằng Chúa, Ngài hứa như thế này, lời Ngài nói thế này, và đây là ước mơ của con. Phải không anh em? Mình phải sống như thế. Cho nên bằng cách chúng ta được những cái ước mơ đó, chúng ta làm phong phú đời sống Cơ Đốc của mình, chúng ta làm phong phú lời chứng của mình, chúng ta làm phong phú cuộc sống của mình bằng những sự đáp ứng của Chúa. Có những người sống cả đời mà không có lấy mỗi một lời chứng, bởi vì luôn luôn Chúa chẳng làm gì cho tôi. Tôi đảm bảo người đó là không bao giờ dám ước mơ một cách gì cụ thể. Cứ chung cứ ước mơ Chúa cho một tiền, nhưng mà Chúa luôn luôn đang chờ câu hỏi là con cần bao nhiêu. Có tiền không? Con cần tiền Chúa. Mà Chúa thì đang hỏi con cần bao nhiêu. Và Chúa chờ 10 năm không thấy trả lời câu bao nhiêu hết. 1 tỷ hay là 100 triệu hay là bao nhiêu, và thậm chí là tiền gì nữa, tiền Việt hay là đô la Mỹ. Đúng không? Đủ thứ phải cụ thể. Cho nên đôi khi chúng ta thất bại bởi vì chúng ta có những ước mơ quá mơ hồ. Chúng ta ước ao những khao khát những điều quá mơ hồ, và nó không thành sự thật. Bây giờ mình đi ba câu chuyện trong Kinh Thánh để mình học bài học về làm cách nào để khát khao nha. Chúng ta hãy học bài học trong Kinh Thánh. Đoạn thứ nhất tôi muốn đọc cho anh chị em, đó là trong Sáng Thế Ký chương 50 câu 24 đến câu 25 và Xuất Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 23 đến 25. Dạ, xin mời chiếu trên màn hình.
Okay. Sáng thế ký chương 50 câu 24 25 và xuất Ai Cập ký chương 2 câu 23 câu 25. Đây là một câu chuyện khá thú vị. Chắc anh chị em nào đã đọc Cựu Ước thì đã hiểu câu chuyện này, nhưng mà tôi cũng dành vài phút để nhắc lại câu chuyện này. Đây là lịch sử của dân Do Thái, là tuyển dân của Chúa. Sau khi có một cơn đói này rất là lớn, và cuối cùng thì Joseph là một trong những đứa con của Jacob đã xuống Ai Cập, xuống Ai Cập. Ông bị bán để làm nô lệ ở xứ đó. Nhưng mà rồi bằng một cái ân tứ của Chúa, ông đã giải được mộng cho Pharaoh. Và Pharaoh đã cất nhắc ông để ông trở thành thủ tướng của Ai Cập. Thủ tướng của Ai Cập, và trở thành một cái người chăm lo cả kho tàng lương thực, thu rất là nhiều lúa thóc để chất trữ vào trong Ai Cập. Và 7 năm đói kém đến thì toàn trái đất lúc bây giờ đói kém, riêng xứ Ai Cập thì có lúa cả thóc đấy. Và vì lẽ đó mà Pharaoh rất tôn trọng Joseph, đến nỗi Pharaoh bảo rằng đem cả nhà ngươi về đây, ta sẽ dành cho ngươi cái xứ tốt nhất của Ai Cập là xứ Goshen ở đó. Và trong cái thời mà Joseph làm thủ tướng Ai Cập đó thì người dân Ai Cập và vua Ai Cập rất là tôn trọng dân của Chúa. Họ tôn trọng bởi vì Joseph và dân Chúa giống như là những con người cứu họ khỏi những cái thảm họa thiên tai đói kém. Nhưng cuối đời của Joseph, trong cái lúc sống đã sung sướng giàu sang như vậy đó, sống mà củ hành củ kiệu là ngập mặt, thì thà thì có như là đầy ắp trong nhà. Dân Do Thái đang sống với cái cảnh sung sướng, được trọng vọng, được tôn trọng như thế đó, thì Joseph đã nói một câu như thế này trước khi ông chết. Ông nói như thế này: kể đó Joseph nói cùng anh em rằng, em sẽ chết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng thăm anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thề hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng, quả thật Đức Chúa Trời sẽ viếng các anh em, xin anh em hãy dời hài cốt tôi khỏi xứ này. Tôi nghĩ rằng 11 anh em còn lại nghe Joseph nói lời này, các người ta, 11 anh em đó sẽ nói: Joseph này nó có quá hoang tưởng không? Nó tiên tri nhưng mà tiên tri quá hoang tưởng. Mình đang sống sung sướng như thế này mà mất mới gì lại bảo rằng là Chúa sẽ đến đem anh em trở ra. Giống như bây giờ ai đưa anh em đi Mỹ xong rồi có người đến nói tiên tri không? Chúa chắc chắn đưa anh em về lại Campuchia. Mấy cái thông tin có vấn đề. Tao đang sống sung sướng thế này mất mới đưa tôi Campuchia. Phải không ạ? Thì cũng giống như cái tình cảnh mà anh em vừa đọc ấy. Anh em đang sống sung sướng giàu sang, dê bò vàng bạc đi nha, được trọng vọng, được tôn trọng. Thế mà Joseph nói không, Đức Chúa Trời sẽ đến với thăm anh em và đưa anh em trở về xứ mà đã hứa với Abraham. Cái xứ mà các anh vừa bỏ nó đi đấy, đang đói kém đó, Chúa sẽ đưa về trở lại. Và 11 anh em này, tôi nghĩ rằng lúc này quên mất lời tiên tri này của Joseph. Thôi rồi, nó gặp chết rồi, nó nói nhảm tiếng cả cho qua rồi xong. Nhưng mà quả thật, cái gì đến từ Chúa nó đều có lý do. Sau khi ông vua Pharaoh đã chết, cái ông mà được trọng vọng đó, được bà Joseph quen biết đó, chết mất, thì một ông vua khác nổi lên. Và cái ông vua này, ông chẳng biết Joseph là cái ông nào, cũng chẳng biết dân Do Thái là cái dân nào. Và nó nhìn thấy dân Do Thái đang sinh sôi nảy nở quá nhiều, và nó nói rằng không được, ta nhất định phải tiêu diệt cái dân này. Nếu không cái dân này nó sinh sôi nảy nở thế này, nó cướp cả nước của ta thì sao? Và bắt đầu nó hành dân Do Thái, nó bắt đi làm nô lệ, nó bắt đi làm phu, nó bắt đi làm đông gạch, nó bắt đi làm đủ thứ. Nói chung, nói cho anh em dễ hiểu là việc gì nặng nhất, nặng nề nhất trong xứ Ai Cập thì bắt dân Do Thái làm. Và thế này, lúc này cả dân Do Thái đang đau khổ quằn quại dưới cái nặng nề của mình, dưới cái gánh nặng đang đè trên cuộc đời mình. Sự hứa thì vẫn đang hứa cho họ, đúng không anh chị? Đức Chúa Trời vẫn đang hứa cho họ một cái xứ đường sữa, một cái xứ để họ tự do. Nhưng mà không thấy đâu, họ vẫn đang dịch làm nô lệ mỗi ngày, họ vẫn đang làm nô lệ mỗi ngày, họ vẫn đang đau khổ mỗi ngày, họ vẫn đang quằn quại trong nan đề của mình mỗi ngày. Cho đến một ngày kia, có một ước ao xuất hiện trong lòng của họ. Cho đến một ngày kia, có một khát khao xuất hiện trong lòng của họ. Khát khao gì thưa anh chị? Khát khao được thoát kiếp nô lệ. Amen.
một ngày cái điều đó xuất hiện. Tôi không biết rằng cái sự họ chịu đựng năng đề nó kéo dài bao lâu. Có thể là 100 năm, có thể 50 năm, có thể 40 năm, 70 năm, cả đời luôn. Nhưng mà cái sự giải phóng nó chỉ bắt đầu khi trong lòng họ xuất hiện một khát khao. Anh em hãy nhớ điều đó. Và trong suốt Ê Díp Tô Ký chương 2 câu 23 nói điều đó. Cách lâu sau, vua xứ Ê Díp Tô bắt dân Israel than thở kêu vang vì phải phục dịch khổ sở. Tiếng kêu vang thấu đến Đức Chúa Trời và Ngài nghe tiếng than thở của chúng, nhớ đến giao ước mình đã kết lập cùng Abraham, Isaac, Jacob. Đức Chúa Trời đối lại dân Israel nhận biết cảnh ngộ của chúng. Đây là điều tôi muốn gieo vào lòng của bạn chị. Đó là Đức Chúa Trời chỉ bắt đầu ra tay khi anh chị em có một ước mơ, khi anh chị em có một khao khát. Và sự khát khao đó nó phải mạnh đến nỗi nó biến anh chị em trở thành người tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì Chúa mới bắt đầu nghe. Có phải vậy anh chị? Đó là chân lý đó. Dân Do Thái mỗi ngày đi đấu gạch, mỗi ngày phải làm phu, mỗi ngày phải khổ sở, mỗi ngày phải chịu roi vọt, mỗi ngày phải chịu những sự sỉ mã, nhục nhã. Nhưng hàng trăm năm im lặng, không có gì hết, không có gì nhúc nhích hết. Cho đến một ngày, cái sự ao ước được tự do của họ nó mạnh đến mức độ họ bắt đầu quỳ xuống kêu với Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng có thể có những ước ao, nhưng mà ước ao đó nó quá yếu đến nỗi nó chết chìm ở trong tấm lòng của mình, nó không nói ra ngay, nó chết chìm ở trong, nó chỉ hồi sáng thì nhớ một chút nhưng chiều thì quên mất. Thì ước ao đó chưa bao giờ được lắng nghe đến nơi cao. Cái khát khao của mình nó phải đủ mạnh, nó mạnh đến mức độ nó khiến anh chị em kiêng ăn, nó mạnh đến mức độ nó khiến anh chị em biệt riêng tìm kiếm Chúa, nó mạnh đến mức độ anh chị em có thể xin nghỉ việc ở nhà tìm kiếm Chúa cho nam đề của mình, cho cái khát vọng của mình. Có thể anh chị em ngồi đây đang có những ước ao, ai đó đang ở nhà trọ và nói trong lòng rằng ước gì mình có một ngôi nhà, có thể lắm, nhưng ngôi nhà sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt anh chị em cho đến khi anh chị em quỳ gối xuống khóc lóc kêu cầu, cho đến khi anh chị em kiên ăn tìm kiếm điều đó, cho anh chị em nỗ lực hết lòng nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài hứa ban cho con điều con cầu xin này. Anh chị em ơi, để cho Đức Chúa Trời phải nghe được niềm khao khát của mình thì nó mới trở thành trở đời sống. Có thể một ai đó đã có một căn bệnh và muốn Chúa chữa lành căn bệnh nan y chẳng hạn, và anh xem đi mỗi ngày có ước gì Chúa chữa cho mình, ôi ước gì mình lành bệnh, ôi ước ao mình lành bệnh, anh chàng chỉ nói như vậy thôi và bỏ qua nó. Không đâu, chưa bao giờ sự đáp lời đến từ những thái độ đó. Sự đáp lời sẽ đến từ một cái thái độ không bao giờ đầu hàng để cho sự ước ao của mình trở thành sự thật. Anh chàng đừng đầu hàng, anh chàng đừng ngừng lại, anh chàng đừng bao giờ thôi kêu gào với nhà, đừng bằng lòng với những gì mình đang có. Tức là ý nói là đừng bằng lòng với cái nan đề mình đang có. Có những người bảo là thôi, tôi chấp nhận sống chung với lụng. Không, Chúa không định cho chúng ta sống chung với lụng. Chúa không định cho chúng ta sống chung với bệnh tật, sống chung với nghèo thiếu, sống chung với lại những cái nan đề ác bức của ma quỷ. Không đâu vậy. Tôi nói rằng Chúa không định cho chúng ta, nhưng Chúa không bao giờ ra tay cho đến khi anh chị em khao khát nó đến hết cả tâm lòng. Bằng chứng là dân Israel chịu phục dịch hàng trăm năm, nhưng Chúa chỉ đối thương đến họ khi họ kêu vang đến mức độ tiếng kêu đã thấu tận trời. Và một câu chuyện nữa, anh chị em hãy dõi giùm tôi trong Samuel nhất đoạn 1 câu 1 đến câu 10 đến câu 13. Một câu chuyện nữa cũng tương tự trong Kinh Thánh, nhưng có thể cho chúng ta một bài học ngày hôm nay. Đó là bài học của lòng khát khao, bài học của sự vươn lên trong cuộc sống này, bài học của cái sự chạy đến để đạt được năng quyền của Đức Chúa Trời trên đời sống này, để giải quyết tất cả mọi điều tồn đọng trong cuộc đời của mình. Bài học đó là lòng khát khao phải đủ mạnh để cho anh chị có thể được nghe thấu ở nơi nào. Đây, tôi đọc câu chuyện đó cho anh chị nghe. Anh ấy lấy lòng sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân,
Nếu Ngài đón xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho con đòi Ngài một đứa con trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va và giao gạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Hê-li chăm xem miệng nàng và anh nghe nói trong lòng chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng, nên Hê-li tưởng nàng say. Đây là câu chuyện được viết trong Sao Ơn Nhất chương 1. Có một người kia có hai vợ, một vợ là Anne, một vợ là Phê-li-na. Nhưng Đức Chúa Trời lại cho người vợ Phê-li-na được rất nhiều cước, còn Anne thì son sẻ. Anh em đọc câu chuyện sẽ thấy, nên đọc câu chuyện này để thấy ha. Đó là một gia đình, nhưng mặc dù Anne son sẻ nhưng chồng rất yêu bà. Có phải anh em đọc tình hình rất yêu, chồng chiêu chuộng bà, thức ăn thì cho phần hơn, đi làm của tế lễ thì cho cái của lễ đẹp nhất cho Anne. Nói chung là chồng chiều chuộng anh em vô cùng, yêu mến bà vô cùng, không bao giờ hắt hủi bà. Và bà sống như vậy đó, không biết là bao nhiêu năm. Người vợ cả, Phê-li-na thì sinh rất nhiều con, cho nên người vợ cả nhìn thấy như vậy, cho nên rất là coi thường và trêu chọc nàng nhiều lắm. Và tôi nghĩ rằng anh em vì được chồng yêu, vì được chồng chiều chuộng, nàng có lúc nào đó nàng nghĩ là ô, thôi cái chuyện sâu sẻ là định mệnh rồi, chấp nhận thôi, kệ chồng yêu là được rồi, việc gì mình phải suy nghĩ, có đúng không? Có thể bà anh em bà nghĩ như vậy đó, bà nghĩ như vậy và bao nhiêu năm tháng cứ trôi qua như vậy, bao nhiêu năm tháng trôi qua, có thể bà nghĩ trong lòng, ồ, nếu có đứa con thì tốt, mà không có thì thôi, chấp nhận tuổi buồn, bà sống như vậy, cứ sống như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái tình cảnh đó đôi khi có thể giống một trong anh em nào của chúng ta ngồi đây chăng? Chúng ta có những vấn đề, chúng ta có những thiếu hụt trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta chấp nhận nó như một số phận. Và nhiều khi lại còn bảo là trời định đấy chứ, đúng không? Nhiều khi bảo trời định, sống có mọi thứ, đúng không? Trời định, nhưng mà không phải vậy. Tôi nói lại rằng đừng bao giờ hài lòng để sống chung với nàng này và thiếu hụt. Đức Chúa Trời định cho anh em phải có con cái, Đức Chúa Trời định cho mọi người nữ phải có con cái, Đức Chúa Trời định cho mọi cuộc đời chúng ta phải sống thịnh vượng và dữ dằn, Đức Chúa Trời định cho mọi thân thể phải khỏe mạnh để tôn vinh Chúa, Đức Chúa Trời định cho chúng ta phải có nhà, có xe đi, Đức Chúa Trời định chúng ta phải có vợ, có chồng và có con cái. Đó là Ngài định cho chúng ta. Amen chứ? Chúng ta đừng lấy cái gì trái với cái điều đó và nói rằng đấy là trời định cho tôi. Sai hết rồi. Thế giới này sai hết rồi. Nhưng nhiều khi chúng ta không đọc lời Ngài, cho nên chúng ta bị nó lừa một cách rất là ngọt ngào. Và chúng ta chấp nhận với những điều rất là tồi tệ trong cuộc sống này. Và anh chị em nghe tôi, cho đến một ngày anh Lê cùng chồng đi tế lễ ở Silo, anh em đọc tiếp sẽ thấy phải không ạ? Đi tế lễ Silo và chồng cho bà một của lễ, cho vợ kêu một của lễ để đi lên. Và trong lúc đi lên Silo để tế lễ thì Phê-li-na này lại càng trêu ghẹo nàng nhiều hơn nữa. Ôi mày là cái đứa tiệm nồi tiệm nọc, ví dụ thế, ôi trêu ghẹo đúng lắm. Và làm cho anh em sao chứ? Làm cho anh em cảm thấy rằng cái khao khát có một đứa con nó đã lên đến tột đỉnh. Lúc ở nhà thì nó còn đau ngang ngực này, mà đến đó nghe những lời trêu chọc thì cái khao khát có một đứa con nó vượt qua đỉnh đầu. Và nó trào ra thành một lời khẩn đạo trước mặt Chúa. Anh em xem. Cho nên sự khao khát của chúng ta cũng phải vậy. Nó phải trào lên và nó phải tuôn ra thành một lời khẩn đạt trước mặt Chúa. Đó là lúc anh chị em được nghe ở nơi cao. Amen. Bình quân để đáp ứng nằm xóa. Có thể ngày hôm nay anh chị em có một căn bệnh, anh chị em bảo mỗi lần ngủ thì nó nhức cái chân, ví dụ thế. Và anh chị em nói thôi, ban ngày nó không nhức thì được rồi, đêm nhức tí cũng không sao. Và anh em có thể chấp nhận với nó bao nhiêu năm nay rồi, anh em sống quen với nó nhiều năm nay rồi. Mà tôi nói với anh chị em, Chúa không định cho anh chị em ngủ với cái chân nhất. Có đúng không? Chúa đâu có định. Nhưng anh em tự hài lòng với mình đó thôi, tự an ủi mình đó thôi. Chúa sẽ đến thăm anh em khi một ngày anh chị em có một khao khát được chữa lành, và sự khao khát nó vượt qua đỉnh đầu và trở thành lời khẩn nguyện trong đêm khuya. Chúa sẽ. Và anh em này đã có một cái niềm khao khát, và bà nói với Đức Chúa Trời một cách rất cụ thể. Bà nói như thế này: Chúa, hãy ban cho con đòi Chúa một đứa con.
giống như này thôi. Bà không xin một đứa con, bà xin một đứa con trai. Nếu bà nói rằng Chúa ơi cho con một đứa con, thì Chúa cũng sẽ đợi tiếp. Trai hay gái hay con, Chúa sẽ đợi nữa. Có đúng không? Chúa sẽ đợi. Và đôi khi chúng ta ngày hôm nay có những lời cầu nguyện cũng mơ hồ, rồi Chúa sẽ đợi. Anh em xin một cái nhà, Chúa sẽ hỏi nhà gì con, biệt thự đó là cấp 4 hay là 2 tầng hay là ở đâu, quận nào, huyện nào, tỉnh nào, thành nào, bao nhiêu tiền, rộng bao nhiêu mét, cụ thể bao. Cho nên anh đây này là nói rất cụ thể, Chúa cho con một con đứa con, nhưng mà là con trai. Có phải không chị em? Rất cụ thể. Cho nên chị em ơi, khát khao của mình phải cụ thể, ước mơ của mình phải cụ thể, và nó phải đủ mạnh để dâng tràn lên khỏi đầu mình và trình với Chúa. Bạn chị em thấy đó, khi em đọc tiếp câu chuyện trong anh trong sách Samuel, anh em sẽ thấy anh ấy trở về và Đức Giê-hô-va nói đến nàng, ban cho nàng một đứa con trai. Nàng đặt tên đứa con ấy là Samuel. Sau khi giúp sửa rồi thì nàng dắt trở lại đền thờ và trở thành vị đại tiên tri của Israel. Anh chị em thấy nó có tuyệt vời không? Tôi nói với anh em rồi, bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đáp lời cho anh em, nó cũng trở thành nguồn cứu giúp cho thế giới này. Đó. Nếu Đức Chúa Trời đáp lời cho anh em để cho anh em trở thành một dân nhân thành đạt, thì anh em trở thành người dân hiến cho thế giới này. Nếu Đức Chúa Trời đáp lời cho anh em để cho anh em trở thành một người giảng đạo đầy ơn, thì anh em sẽ cứu rỗi hàng triệu linh hồn. Hãy khao khát đi anh em. Tôi muốn khích lệ anh em buổi sáng này, hãy khao khát đi. Đừng giới hạn Đức Chúa Trời của chúng ta. Tôi nói với anh em rằng cuộc đời không có nỗi một ước mơ, là cuộc đời nghèo nhất thiên đàng. Có thể ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ mọi sự, nhưng anh em sống luôn vật vờ để chờ ngày về thiên đàng theo dáng ước mơ đi. Có người nói thôi tôi trung tín đi nhà thờ, mài mòn ghế, rồi đến cuối ngày được một xúc lên đó là xong. Anh em ơi, không thể sống như thế, không bao giờ chấp nhận sống. Bởi vì như tôi đã từng giảng, trong anh em có hạt giống của Đức Chúa Trời, và anh em là tiềm năng của Đức Chúa Trời cho đất này. Đừng giới hạn ngày hôm nay. Chúa có thể biến anh em trở thành những con người của Chúa, tùy theo sự khao khát của anh em. Có người lại còn sống theo thuyết định mệnh. Ôi Chúa muốn tôi như thế là thành thế cần gì. Anh em sai, đừng sống theo thuyết định mệnh, đừng sống theo cái thuyết tiềm định. Thuyết đó là cái thuyết tầm bậy. Đức Chúa Trời không tạo ra những con robot trên trái đất này. Đức Chúa Trời tạo ra bạn, cho em và tôi có ý chí lựa chọn, có suy nghĩ, có linh, có hồn và thần thể. Và Đức Chúa Trời mỗi ngày đang đứng trước cửa nhà anh chị em và đợi anh chị em khao khát cái gì để ngày ban chậm. Chúa định như thế. Con khao khát cái gì ở đây ta? Ngài là người cha tốt lành, cho nên Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài dạy rằng hãy xin đi sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Chúa dạy bài học đó. Nhưng lắm lúc chúng ta chẳng xin gì cả, cũng chẳng tìm gì, cũng chẳng gõ gì cả, cứ nằm thầu đọc. Không, Chúa định con thành quà, con thành quà, và thành chim ưng, thành chim ưng. Ôi Chúa định con thành truyền giáo, thành truyền giáo. Nếu chúng ta nằm để đợi thì chắc có lẽ không bao giờ có một điều gì xảy ra trong cuộc đời. Tôi nhớ lại những năm tháng tôi mới tin Chúa. Ngày Chúa Thánh Linh thăng viên, tôi ước ao, tôi khao khát, tôi mê mẩn đến mức độ linh hồn mình không còn biết một cái gì nữa. Lạy Chúa, hãy sử dụng cuộc đời con cho những linh hồn hư mất. Tôi khai thác. Tôi khai thác. Tôi nằm đêm, tôi vắt tay đáng, tôi suy nghĩ Chúa ơi, Chúa dùng con bằng cách gì. Và đến nỗi năm 1996, tôi đã chuẩn bị ba lê được bay về Việt Nam. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi thấy được vừa non hóng đá của tôi, Chúa chậm lại. Cho nên năm 2000, Chúa bây giờ tôi về. Không ạ? Cho nên có những lúc, niềm ước ao của mình có thể là sống, có thể là một, có thể là trật, có thể là không đúng. Nhưng anh chị em ơi, Chúa vẫn thích người có ước ao. Có ước ao thì Chúa mới nắm lại được. Một chiếc xe nó đang chạy thì mấy bẻ vô lăng cho nó đi đúng được. Chứ cái xe đứng yên chỗ tao đó, anh chị em bẻ vô lăng đi đúng. Cái đầu nó cứ chĩa vào đây, cứ chĩa thôi, bẻ không được. Nhưng cái xe đang chạy có thể lái được. Có phải không chứ? Anh chị em hãy khao khát đi, rồi Chúa sẽ lái nó. Chúa sẽ định hình nó. Chúa sẽ bẻ vô lăng bên này, bẻ vô lăng bên kia. Theo năm tháng, ước ao của mình được thành sự thật. Cho nên anh chị em ơi, hãy bắt chước dân Israel, hãy bắt chước anh em và
còn một câu cuối cùng nữa, trong Mác đoạn 10 câu 46 đến câu 49, một câu chuyện cuối cùng tôi muốn nói với anh chị em, nó cũng tương tự như vậy thôi. Đây là người mù Bartimaeus, đúng không? Người mù Bartimaeus. Kể đó Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang đi từ đó lại, thì có một người ăn mày mù tên là Bartimaeus, con trai của Timaeus, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Giêsu người Nazareth, người vùng la lên rằng: hỡi Đức Chúa Giêsu, con vua David, hãy thương xót tôi con. Ông này nha, đặc biệt lắm, sinh ra đã mù rồi đen mặt. Và tôi nghĩ cái người mà sinh ra đã mù đen mặt có thể lắm, người ta đã từng nói với Bartimaeus, cái số mày đã như thế rồi, hãy chấp nhận đi con. Có thể lắm đấy. Người đi qua đường chăm sóc ông, quẳng cho ông vài đồng lẻ. Có người trêu ghẹo bảo là: ôi cái số mày như thế, chắc là ông cha mày bảy đời đấy, cho nên giờ mày mù đen mày. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta cũng giống như Bartimaeus, nếu chúng ta không cố gắng để vươn lên, nếu chúng ta không nuôi dưỡng một niềm khao khát, thì số phận chúng ta không bao giờ được thay đổi. Người mù Bartimaeus đã nuôi dưỡng một khát vọng. Khát vọng đó là gì? Được sáng. Có thể rằng nhiều người nói khát vọng của ngươi là mơ hồ lão tưởng, mày mới sinh ra mà không có con mắt lấy gì mà mày sáng được. Người kia nó đi nó làm việc nó bị đụng thì mắt nó còn mỏ còn thay, còn bây giờ mày chẳng con mắt gì cả thì mày sáng kiểu gì? Nhưng mà ông không bao giờ từ bỏ khát khao. Anh nhìn thấy không? Cho nên khát vọng của người mù Bartimaeus là khát vọng tột đỉnh, là khát vọng vượt qua trên mọi cảm xúc, mọi lý luận, mọi lý lẽ của con người để nuôi dưỡng khát vọng đó. Tôi khích lệ anh chị em, nếu anh chị em đang có một khát vọng, đừng để hàng xóm dập tắt nó, đừng để cha mẹ bạn bè dập tắt nó, đừng để xã hội này dập tắt anh chị em. Hãy nuôi dưỡng. Người ta nói mình không kể nó, nhưng mà Chúa ủng hộ mình. Chúa ủng hộ người có khát khao. Anh chị em đọc Thi Thiên 37 đi sẽ thấy, phải không? Cứ thành tín ở trong sự nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài, khối lạc người Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ làm thành điều lòng ngươi đã hứa. Thành tín với Chúa, trung tín với Chúa, bám vào lời hứa của Chúa, ngửa trong tới Chúa, đừng nghe thiên hạ. Anh chị em mà nghe thiên hạ thì thôi rồi, nhưng không còn một cái sức lực gì để sống đâu. Amen, đừng nghe thiên hạ. Thiên hạ nói lời tào lao, thiên hạ nói lời sa tăng, thiên hạ nói lời xác thịt, thiên hạ nói điều kinh thánh không đã nói. Amen. Amen. Người mù Bartimaeus này đã nuôi dưỡng khao khát đó không biết là bao nhiêu năm rồi, cho đến một ngày ông nghe rằng Chúa Giêsu đi ngang qua. Cơ hội đã đến, phải không nhé? Cơ hội đã đến. Và bài học ở đây là gì? Anh chị em có thể đang nuôi dưỡng khao khát đó nhiều năm rồi, và đến một ngày Chúa đến viếng thăm anh em trong phòng kín, bất thành lành, rất bất thành lành. Có thể anh chị em đã cầu nguyện 1000 lời cầu nguyện rồi nhưng không có gì xảy ra. Tôi đã từng cầu nguyện như thế. Tôi đã từng khát khao Chúa, hãy đến với con, hãy thăm viếng con, hãy bày tỏ Ngài cho con, hãy hiện ra với con. Tôi cầu nguyện 6 tháng rồi chẳng có gì xảy ra. Cứ quỳ gối đứng dậy, quỳ gối đứng dậy, quỳ gối đứng dậy. Nhưng tôi không nản lòng. Cho đến một buổi chiều kia thì thần của Chúa đã đến. Anh chị em ạ, khát khao của chúng ta nó phải đủ mạnh để cho chúng ta kiên trì đến cuối cùng và không bỏ cuộc. Phải mạnh. Mạnh như người mù này này. Mạnh đến mức độ khi ông nghe Chúa Giêsu đi ngang qua, ông đã bùng la lên. Và người ta nói sao? Người ta nói sao anh chị em? Nhiều kẻ rầy người và bảo nín đi. Thế giới nó bảo anh chị em hãy nín đi, đừng quan tâm, sống thực tế đi. Đức Chúa Trời ở đâu mà cứ kêu, nó sẽ nói như thế. Nhưng mà người mù sao anh chị em? Càng la lên. Và cuối cùng câu chuyện này anh chị em thấy rất là đầy hy vọng, phải không? Câu chuyện cuối cùng đầy khích lệ, phải không? Ông đã đến với Chúa Giêsu và Ngài nói rằng, mọi người nói là hãy vững lòng đi, đúng vậy, Ngài đã gọi người. Thấy chưa nhỉ? Một niềm khao khát kiên trì đến cuối cùng thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ gọi anh chị em. Đức Chúa Trời sẽ mời anh chị em đến trước mặt Ngài.
Và Ngài hỏi: ngươi muốn ta làm gì? Ngài phải hỏi cụ thể chứ. Ông này mù, ăn mày. Thế Chúa phải hỏi cụ thể: thế ngươi muốn điều gì? Có thể ông nói: cho con khỏi đeo mày. Mù kệ nó. Có thể chứ, đúng không? Nhưng mà cũng có thể mà ông này sẽ nói: chào con sáng quá, tiếp tục đeo mày. Có thể chứ. Mọi phương án đều có thể xảy ra, đúng không? Rất nhiều phương án. Có thể ông nói: Chúa ơi, cho con sáng mắt, nhưng mà tiếp tục cho con đeo mày, ngày được một vài triệu. Nhưng mà ông này nói rất cụ thể: lạy Chúa, cho con được sáng mắt trở lại. Chính xác như thế. Và sau khi sáng mắt trở lại thì ông đi theo Chúa Giêsu. Amen nhé. Đó là điều rất tuyệt vời. Đó là điều chứng tỏ rằng ông muốn sáng mắt và khỏi đi ăn mày. Vì ông theo Chúa Giêsu mà sao đi ăn mày nữa. Cho nên có thể nói rằng câu ông nói là gì: lạy Chúa Giêsu, cho con sáng mắt và đừng đi ăn mày nữa, con theo Ngài. Có thể chúng ta diễn giải câu là như thế. Amen nhé. Rất chi tiết, rất cụ thể. Cho nên buổi sáng nay tôi muốn khích lại hội chúng của Chúa: hãy nuôi dưỡng một ước khao. Ai đang là dân nhân, hãy khao khát mình trở thành một người cung ứng cho thế giới này, cung ứng cho hội thánh, cung ứng cho mọi nhu cầu của vương quốc thiên đàng. Phải không? Ai là người đang làm việc, hãy khao khát với Chúa: lạy Chúa, con phải làm đầu và trở thành chuyên gia trong lĩnh vực con đã làm. Con là giải pháp cho nơi làm việc của con. Con là câu trả lời cho tất cả mọi người trong công sở của con. Được quá chứ chứ. Tại sao mình không khao khát điều này? Ai là người được Chúa kêu gọi, hãy khao khát rằng mình có tất cả các ơn tứ của Chúa để phục vụ cách hiệu quả nhất cho Ngài. Ai là người được Chúa gọi làm mục sư, hãy trở thành một người trang bày quyền năng đầy tình yêu cho hội thánh của Chúa. Ai là người được Chúa kêu gọi là người giám đạo, hãy khao khát rằng: lạy Chúa, con muốn hàng triệu linh hồn đến thiên đàng qua cuộc đời của con. Được quá chứ. Rất nhiều những ước mơ rất đẹp, chưa kể đến những ước mơ bình thường, những ước mơ vùng dậy, những ước mơ trỗi dậy. Lạy Chúa, cho thân thể con khỏe mạnh lên lọc để con phục vụ và sống cho Ngài. Được quá chứ. Có thể rằng có những ước mơ: lạy Chúa, hãy cho con một ngôi nhà để con có thể có một ngôi nhà riêng biệt để con thờ phượng Ngài tại nhà của con phải ở nhà trọ. Được quá chứ. Tất cả những ước mơ đó chứ, Chúa đều trân trọng như nhau, vì Ngài trân trọng lòng khao khát của chúng ta. Người có khao khát, người có ước mơ là người có đức tin. Còn người không khao khát, không ước mơ, tôi nói thêm nghe là người đó chẳng có đức tin. Đức tin đã bị ngủ quên ở trong lòng. Người có đức tin vì Kinh Thánh chết. Đức tin không có hành động là đức tin chết. Đức tin mới có động. Nếu anh chị em mình cùng tin một Chúa Giêsu đầy quyền năng, một Chúa Giêsu cung ứng, một Chúa Giêsu quyền phép, một Chúa Giêsu yêu thương, một Chúa Giêsu có thể biến đổi tất cả mọi năng nề của mình, thì tại sao mình im lặng? Họ là mình tin ảo à? Không, mình không thể im lặng. Nếu thật sự mình tin như thế, chắc chắn anh chị em mình sẽ hành động. Hành động qua sự khao khát, qua ước mơ, qua sự cầu nguyện, qua sự tìm kiếm Chúa, qua sự hết lòng như những con người mà anh chị em vừa học lại. Những con người đó đã thay đổi cuộc đời chỉ bằng khao khát của mình. Người mù Ba-ti-mê đã sáng mắt lại đi theo Chúa Giê-xu chỉ bằng khao khát của mình. Có phải? Anh-nê đã có một đứa con trai trở thành đại tiên tri của Israel cũng bằng khao khát của mình. Các bạn nhé. Dân Israel được đưa ra khỏi xứ Ai Cập trở vào đất hứa và trở thành nguồn phước cho muôn dân cũng bằng đồng khao khát của mình. Các bạn nhé. Ba ví dụ đó đã đủ khẳng định rằng khao khát trong Chúa là bước khởi đầu cho mọi thứ được chuyển động. Đức Chúa Trời chỉ chuyển động trong lòng nào có khao khát không? Tôi nói như thế. Chúa bao giờ chuyển động trong lòng nào mà nó trơ không có đâu. Chúa Giêsu trong Giăng đoạn 7 cũng đã nói: hỡi kẻ nào khác hãy đến cùng ta. Chúa không kêu gọi tất cả mọi người, tôi đảm bảo với chàng như thế. Chúa không kêu gọi tất cả mọi người, Chúa chỉ kêu gọi những người nào khác. Chào anh em mình ngồi đây hơn 50 người. Ai trong chúng ta là người có khát khao thì hôm nay Chúa sẽ đổ đầy. Amen. Chúa biết mọi người. Chúa biết mọi người. Đó là lý do tại sao
có một đám đông hàng ngàn người, nhưng mà không phải hàng ngàn người được chữa lành. Có một đám đông hàng ngàn người, nhưng không phải hàng ngàn người được đổ đầy Đức Thánh Linh. Bởi vì Chúa đang tìm những tấm lòng khao khát. Chúa đang đi, Chúa đang đi, Chúa đang đi, Chúa Thánh Linh đang vận hành, vận hành, vận hành, và Chúa thấy lòng này khao khát, Chúa đổ. Chúa đang vận hành, Chúa thấy lòng này khao khát, ôi Chúa đổ. Và chúng ta được Ngài đón chào, được Ngài chữa lành, được Ngài nâng đỡ, được Ngài giải phóng, được Ngài thêm sức mạnh. Amen. Cho nên hội thánh mạnh là hội thánh có nhiều tấm lòng khao khát. Còn đến hội thánh mà cái dây, xong rồi dây đến hội thánh xem tụi ông này giảng đúng hay sai, đến hội thánh xem tụi con là ở đây mấy lành nó mạnh hay yếu, mấy lành yếu ta đi chỗ khác nó lành hơn. Không hết cuộc đời nha, không hết cuộc đời, phải không? Chúng ta khao khát Chúa. Nếu chúng ta thật sự khao khát Chúa thì bây giờ tắt hai mấy lành chúng ta còn khao khát Chúa. Nóng tí là chết đâu, hỏa ngục còn nóng hơn nhiều, phải đúng không? Cho nên là tôi nghĩ Chúa rất cần lòng khao khát các em, rất cần. Buổi sáng nay chúng ta hãy cầu nguyện cho điều đó. Và tôi tin rằng khi Đức Thánh Linh đến, Ngài sẽ giúp anh chị em, giúp anh chị em nhân lên, nhân lên, nhân lên lòng khao khát trong cuộc đời của mình. Có thể anh chị em khao khát đến mức độ này, nhưng Đức Thánh Linh đến sẽ nhân lên. Khi Đức Thánh Linh thăm viếng thì Kinh Thánh chép rằng đức tin dẫn đến đức tin, vinh hiển dẫn đến vinh hiển. Có nghĩa là khi Ngài đến thăm viếng chép thì cái cường độ của lòng khao khát được nhân lên, rất tuyệt vời. Anh chị em tiếp tục khao khát thì sự cầu nguyện và đời sống tâm linh chị em tuần sau sẽ khác tuần này, tháng sau sẽ khác tháng nào, năm sau sẽ khác năm sau, không bao giờ. Bạn nên nhớ với tôi một điều, Chúa là vô tận. Chúa là vô tận. Cho nên đừng bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình rằng khi nào là đủ hết Chúa, chẳng khi nào đủ hết. Chúng ta cứ tiến tới cho đến ngày lên thiên đàng. Amen. Cứ khác. Ngày hôm nay tôi đứng đây trước mặt anh chị em, cho tôi cũng phải nói rằng trong phòng riêng tôi vẫn đang khao khát. Tôi nói Chúa, cho con được nghe Ngài, cho con được thấy Ngài, cho con được rờ chạm Ngài, cho con được biết những điều sâu kín của Ngài. Con khao khát biết thế giới của Ngài. Tôi còn khao khát mọi ngày, sáng trưa chiều tối, nửa đêm thức dậy khao khát Ngài. Mở mắt ra là khao khát Chúa ơi, con muốn biết Ngài, con muốn biết Ngài để Ngài giúp con, Ngài giúp anh em con xây dựng hội thánh này, Ngài giúp anh em con làm cho hội thánh này trở thành nguồn phước cho muôn dân, làm cho hội thánh này trở thành nơi mà người ta đến và người ta gặp Ngài ở đây, nơi mà người ta đến và người ta nhận lãnh sự chữa lành. Lạy Chúa nhiều hơn nữa ân điển và quyền phép của Ngài, vì có những căn bệnh chúng con cần những năng lực lớn hơn để chữa lành. Tôi vẫn khao khát, khao khát gì mọi người, để mình trở thành ống dẫn cho Đức Chúa Trời trên đất này. Amen. Mình phải là ống dẫn, ống dẫn của sự bình an, yêu thương, nhân từ, quyền năng, phép lạ, chữa lành. Bất cứ người nào gặp chúng ta là họ đã gặp giải pháp của Đức Chúa Trời cho cuộc đời họ. Amen. Anh chị em ơi, khao khát điều đó. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời nhìn trên trời, nhìn xuống, và Ngài nói như trong sách Sử Ký, Ngài nói Đức Chúa Trời trên trời nhìn xuống và Ngài đang tìm những con người có lòng trọn thành với Ngài để Ngài ban sức cho. Ai trong chúng ta là người có lòng trọn thành? Đó là người liên tục khao khát Chúa. Amen. Liên tục. Chúng ta không khao khát Chúa một ngày, không khao khát Chúa một giờ, chúng ta khao khát Chúa như chính sứ đồ Phao-lô nói, vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi, liên tục. Và tâm lòng của chúng ta kết nối với Thánh Linh liên tục. Đó là bí quyết của sức mạnh của chúng ta, bí quyết của sức mạnh. Amen chị em. Chúng ta hãy im lặng trước mặt Chúa một vài phút và chúng ta suy ngẫm về cuộc sống của mình. Có những ước ao dang dở nào trong cuộc đời của chị em không? Hãy khôi phục nó lại từ bây giờ. Chúng ta hãy suy ngẫm trước mặt Ngài. Có những điều gì khi Chúa kêu gọi anh chị em, Chúa đặt để một khải tượng trong lòng anh chị em, và thế giới này đã dập tắt nó, ma quỷ đã dập tắt nó, và bây giờ Chúa muốn anh chị em khôi phục lại chắc. Hãy suy ngẫm về điều đó.
cuộc sống của anh em đang cần gì trước mặt Chúa, anh em khát vọng điều gì, hãy suy nghĩ về điều đó. 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm trên đất này, anh em ước ao mình sẽ hoàn thành điều gì, hãy suy nghĩ về điều đó. Chúa Thánh Linh đang ở đây, Chúa đang hiện diện ở đây, Chúa đi lại giữa tấm lòng anh em. Nên đốt cháy khát vọng trong lòng. Chính thời giờ này Chúa Thánh Linh đến để đốt cháy bùng lên khát vọng thánh thiện trong lòng của chị. Đốt cháy, đốt cháy giờ này. Lạy Chúa, con cầu nguyện cha yêu của con, hãy thăm viếng anh em con, hãy thăm viếng anh em con giờ này, hãy đến Chúa, hãy đến từng tấm lòng, và tấm lòng của anh em con là phòng cầu nguyện của mẹ. Lạy Chúa, hãy bước vào phòng đó giờ này, bước vào Chúa, bước vào mọi tấm lòng đang ở đây Chúa, chạm vào Chúa, hãy nói rằng Ngài là đấng hoàn thành ước ao của anh em con. Ngài là đấng đó, duy nhất Đức Chúa Trời là đấng đó. Lạy Chúa, hãy đồng chạm, đồng chạm, đồng chạm, đồng chạm, đồng chạm, đồng chạm, đồng chạm. Anh chị em hãy cảm nhận được sự rõ ràng của Đức Thánh Linh giờ này. Anh chị em hãy cảm nhận điều đó. Hãy để Ngài đến và Ngài nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Khao khát của anh chị em, khao khát đó hãy được nhanh lên, đức tin đó phải được nhanh lên. Chúa đang đến, còn cảm ơn Ngài là Chúa Thánh Linh yêu dấu. Hãy đến, hãy đổ đầy anh em con, hãy đổ đầy anh em con. Còn cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa đang đi lại, Chúa Thánh Linh đang đi lại, Chúa đang tìm và Chúa đang nhìn thấy. Chúa nhìn thấy mọi lòng khao khát của anh em. Chúa đang nhìn thấy, Chúa đang nhìn thấy mọi khao khát của anh em. Hãy nói với Chúa bằng cả tấm lòng của mình. Hãy thưa với Chúa, lạy Chúa, con muốn Ngài đáp ứng ước mơ của con, đáp ứng khát vọng của con ngay trên giờ này. Anh em hãy nói với Chúa là, lạy Chúa xin hãy phán một lời cho con nghe được lời đó. Chúa đang cho tôi biết rằng trong tất cả anh em mình ngồi đây có rất nhiều người chứ không phải một người đâu nha. Chúa đã từng thăm viếng anh em rất đặc biệt. Nhiều người lắm. Và Chúa kêu gọi anh em đi theo Ngài, tận hiến cuộc đời mình cho mục đích của Ngài. Nhưng rồi theo năm tháng, anh chị em thấy nó mùi dần, mùi dần, mùi dần. Những người đó hôm nay Chúa đã hâm nóng trở lại, là Chúa hãy đến. Tôi cầu nguyện Chúa Thánh Linh sẽ đến trên tấm lòng đó, và anh chị em sẽ thấy một sự đụng chạm đặc biệt của Thánh Linh trên mình bây giờ này. Là Chúa biết lòng người. Con cầu nguyện cho những anh em mà Chúa vừa tỏ cho con biết. Chính thời giờ này, ngay giây phút này, hỏi Chúa Thánh Linh, hãy thăm viếng anh em con đó một cách đặc biệt. Hãy làm mới Chúa. Chạm nữa, chạm nữa, chạm nữa, nữa Chúa.
nữa, hãy khôi phục Chúa, khôi phục, thắp lên ngọn lửa trong lòng. Chúa ơi, con đang thấy ngọn lửa trong lòng đang bùng lên, trong những tấm lòng đó đang bùng lên, những ngọn lửa mạnh mẽ đang bùng lên, hâm nóng trở lại Chúa, cháy trở lại Chúa, nhiệt tình trở lại Chúa, nhiệt huyết trở lại Chúa, không sợ hãi điều gì đã trở lại Chúa, dạn dĩ đã trở lại Chúa, nhiệt thành đã trở lại Chúa, tâm bình an đã trở lại Chúa. Ôi, Thánh Linh yêu dấu, hãy đồng đến họ giờ này. Đồng đến giờ này. Chàng Chúa, con cầu nguyện ngay thì giờ này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy tuôn đổ trên họ như thác giờ này. Thác nước giờ này đổ xuống trên họ. Chàng họ trong danh của Giê-xu Christ. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy để cho Đức Thánh Linh đốt nóng tâm lòng mình. Chúa đang ở đây. Chúa đang vận hành. Ngài là đấng hành động trong lòng người. Chúa biết anh chị em đang ở trong tình trạng nào. Và Chúa biết anh chị em cần điều gì. Lạy Chúa, Ngài biết anh em con cần điều gì. Ngài biết anh em con khao khát điều gì. Ngài biết anh em con yếu đuối chỗ nào. Ngài biết anh em con cần gì. Lạy Chúa, hãy đến. Hãy đến. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài vì hội thánh của Ngài ở đây. Cảm ơn Ngài vì Chúa luôn thăm viếng anh em con ở đây. Chúa, để vinh quang của Ngài được bày tỏ Chúa. Hãy bày tỏ trên tấm lòng của họ. Con cảm ơn Ngài. Hãy cho Chúa thì giờ để nhào nặn tấm lòng anh em. Hãy cho Chúa thì giờ để Ngài dằn thấm và làm đậm ướt tấm lòng anh em bằng Thánh Linh của Ngài. Chúa đang ở đây. Hãy yêu Ngài. Hãy tiếp tục yêu mến Ngài. Hãy nói với Chúa rằng là Chúa cuộc đời con này. Có con đây là Chúa. Hãy đến chạm lòng con. Hãy đến nâng con lên. Hãy đến và giúp con bước tới cho những khao khát Ngài đặt trong lòng con, cho những sự kêu gọi mà từ ban đầu Ngài đã trong trái tim con. Hãy nói với Chúa điều đó anh em. Tôi biết có rất nhiều anh em ở đây. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hãy kêu gọi Chúa. Hãy gọi vì Ngài gọi. Ngài gọi từng người theo Ngài. Còn ngươi hãy theo ta. Chúa đang kêu gọi. Hallelujah. Hãy theo Ngài. Trong danh của Giê-xu Christ đang công cầu nguyện lạy Chúa. Lạy Chúa. Hallelujah. Tin trong Chúa. Đổ này. Con cảm ơn Ngài. Đổ này tin trong dân sự của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Đó là tiếp tục dân sự của Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cũng trong ông bà anh chị em ngồi đây cũng có những ước mơ. Những ước mơ rất đời thường, những sự chu cấp. Và tôi thấy ở đây có nhiều anh chị em đang ước ao rằng gia đình mình trở thành một gia đình tin kính Chúa. Tôi thấy có cái tư tưởng đó đang ở đây. Tôi thấy có cái khát khao đó đang ở đây. Anh chị em đang nói trong lòng rằng lạy Chúa, con ước ao gia đình con trở thành gia đình tin kính Chúa. Không phải một mà hai ba người ở đây đang có khao khát đó. Anh chị em đang muốn rằng gia đình mình trở thành gia đình thờ phượng Ngài. Và như câu Kinh Thánh nói, ta và cả nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Anh chị em đang trỗi dậy điều khao khát đó. Và Chúa nói rằng ta đã nghe con. Ta đã thấy nước mắt của con. Ta đã đựng nước mắt của con trong ve của ta. Ngày đến con sẽ thấy điều đó. Đừng nản, đừng nhục chí, đừng phiền lòng vì tất cả mọi điều mà con nhìn, con nghe trước mắt. Đừng phiền, Chúa đang nói điều đó. Đừng phiền lòng, chớ có phiền lòng. Nhưng hãy trao mọi lo lắng ao ước của con cho ta. Hãy cảm tạ, hãy ngợi khen và hãy tin cậy. Ta làm thành điều đó cho con. Ta làm thành ước ao của con. Ta là đấng dựng nên trời đất. Há có điều gì khó quá cho ta chăng? Đức Giê-hô-va phán vậy. Có những
nhiều hơn bao lần. Chúa đang bày tỏ, Chúa đang bày tỏ, Chúa đang bày tỏ tiếp tục. Và anh chị em biết đó, những điều anh chị em nói trước mặt Chúa đang ở đây và Chúa đang nghe. Chúa đang làm gì? Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài, xin Chúa tiếp tục bày tỏ nơi của Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài Chúa. Tôi khích lệ anh chị em, đừng bao giờ ngừng lại những gì Chúa nói cho anh chị em hôm nay. Đừng bao giờ ngừng lại. Anh chị em cảm nhận rất rõ sự kêu gọi của Ngài trong tâm mình. Đừng ngừng lại, đừng bao giờ dừng lại. Tôi không biết nhưng Chúa biết. Chúa kêu gọi anh chị em và Chúa biết và anh chị em biết. Đừng bao giờ ngừng lại. Đó là điều Chúa muốn. Hãy vươn tới, hãy bước tới. Quên lẫn những sự đằng sau, bước theo những sự đằng trước, nhắm đến mà chạy. Amen anh chị em. Hãy nhớ điều đó. Hãy nhớ điều đó. Cảm ơn Ngài là Chúa. Cảm ơn Ngài là Chúa. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Chúa đang ở đây. Vinh quang của Chúa đang ở đây. Còn ngợi khen danh của Ngài. Tôi tới Chúa đang nghe. Hãy phát. Tôi tới Chúa đang nghe. Hãy phát. Tôi tới Chúa đang nghe. Hallelujah. Hallelujah. Cũng có một người ở đây, hoặc là vài người ở đây, đang khao khát rằng Chúa cho mình một công việc tốt hơn, hoặc là một công việc để cho mình có thể được cảm thấy có giá trị cho cuộc đời này, được làm việc. Chúa nhìn theo điều đó. Anh chị em hãy ước ao đi. Chúa có hàng ngàn hàng triệu công việc dành cho anh chị em. Và chắc chắn Chúa không để cho anh chị em thiếu thốn. Chúa không để cho người đời cười chế. Chúa không để cho bạn bè coi khích. Chúa không để cho người thân dè biểu. Chúa cho anh chị em công việc. Hãy ước ao điều đó. 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 Chúa cảm động tôi nói với anh chị em đó rằng hãy ước ao. Hãy nói với Chúa ngay chính thì giờ này, lạy Chúa, con muốn được làm việc. Con muốn có công việc. Con muốn có ích lợi. Con muốn được thấy quyền năng của Ngài. Chúa sẽ cho anh chị em. Cảm ơn Ngài là Chúa. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cũng có người ở đây vừa mới suy nghĩ. Vừa mới suy nghĩ là lạy Chúa. Con thấy cuộc đời của con sao vô ích quá. Con thấy con nhỏ bé. Con thấy con chẳng làm được gì cho Chúa. Những người vừa mới suy nghĩ như thế thì Chúa nói rằng ta đã chọn và gọi con. Ta đã lập con để con đi và có kết quả cho ta. Ta chọn con để lời cầu nguyện của con được nghe thấu nơi cao. Hãy vâng lời, tin lời, mạnh mẽ lời và đầy đức tin vào trong đời sống của con. Đừng tiêu cực, đừng để những suy nghĩ như thế ở trong cuộc đời của mình chị. Nếu chị em vừa mới suy nghĩ như vậy, hãy dập tắt nó, dập tắt nó ngay lập tức. Và suy nghĩ đó không đến từ Chúa, suy nghĩ đó không đến từ lời của Đức Chúa Trời. Suy nghĩ đó khiến cho anh chị em thui chọt cuộc đời, không tiến lên được. Anh chị em rất có giá trị trong mặt Chúa. Anh chị em là người được chọn lựa của Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà hôm nay anh chị em ngồi đây giữa hội thánh của Ngài. Là Chúa trong chất của Giê-xu Christ. Hãy giúp đỡ anh em con. Xin lỗi, giúp đỡ con. Trong danh của Giê-xu, ta lấy thẩm quyền trong danh của Giê-xu. Ta trói buộc tất cả mọi tà linh giới hạn thất bại trong đời sống tín đồ ở nơi này. Trong danh của Giê-xu, mày phải bị chịu trói và rời khỏi nơi này. Rời khỏi mọi cuộc đời đang ngồi tại hội thánh này. Trong danh của Giê-xu, mọi tà linh, quế linh, tất cả những quỷ sứ, tất cả những linh nào ra từ Sa-tan đến trên cuộc đời của tín đồ tại nơi đây, trong danh Giê-xu ngay bây giờ phải chịu trói và đi ra. Ta công bố sự tự do. Ta công bố sự tự do. Ta công bố mọi ước ao của các tín đồ được hoàn thành. Ta công bố đời sống của họ đi lên và nhanh lên.
công bố đời sống của họ thấy được phước hạnh của Đức Chúa Trời. Amen. Ta công bố không có quy luật kẻ thù, một con quỷ nào có thể đụng đến đời sống của họ. Amen. Ta công bố họ là người chiến thắng. Amen. Họ là người thắng trọng trong mọi trường hợp. Amen. Họ là người thành công, thịnh vượng, vui mừng, bình an và là nguồn phước cho thế giới. Cảm ơn Ngài là Chúa. Trong danh của Giê-xu, tôi muốn nói với anh chị em rằng anh chị em có thẩm quyền trên mọi kẻ này. Anh chị em có thẩm quyền để trục xuất tất cả những con quỷ giới hạn nào trong đời sống chị em ra khỏi đời sống của mình. Anh chị em phải mở miệng mình ra và nói với nó là hãy đi ra khỏi cuộc đời chị em. Dù đó là lính bên trong, dù đó là thiếu thốn, dù đó là đổ vỡ hôn nhân, dù đó là buồn rầu, dù đó là bị áp lực, dù đó là bất kể thứ gì ô uế, anh chị em ơi, hãy mở miệng mình ra, trục xuất nó ra khỏi đời sống mình. Nó không có quyền ở trong đời sống chị em. Hãy mở miệng mình ra, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà trói buộc, nhân danh Chúa mà nói rằng hãy ra khỏi ta, ra khỏi con cái ta, ra khỏi chồng ta, ra khỏi vợ ta, ra khỏi gia đình của ta. Hãy nói chị em. Hãy cầu nguyện, 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 hãy cầu nguyện tiếp tục, hãy cầu nguyện tiếp tục, hãy trục xuất đây, trục xuất đây, trục xuất đây. Nếu đó là linh giới hạn thiếu thốn, hãy trục xuất đây. Nếu đó là linh sự nghèo đói, hãy trục xuất đây. Nếu đó là linh bệnh tật, hãy trục xuất đây. Nếu đó là linh của sự ám bức buồn rầu, hãy trục xuất đây. Nếu đó là linh đổ vỡ hôn nhân, bất hạnh trong hôn nhân, cô đơn, hãy trục xuất đây. Trong danh của Giê-xu, anh em hãy trục xuất đây, 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 trói buộc đây, vì Ngài ban cho anh em quyền cho nó. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, 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 cảm ơn Chúa. Trong danh của Giê-xu quyền năng, trong danh của Giê-xu quyền năng, trong danh của Giê-xu quyền năng, nhân danh của Giê-xu quyền năng, chúng con công bố sự tự do mà đã thắng cho toàn thể hội thánh tại đây là. Oh, hallelujah. Tất cả những quyền lực kẻ thù bị trói buộc tại đây là. Lửa của thánh linh tại đây là. Lửa thánh linh tại đây là. Thánh linh tại đây là. Danh Giê-xu ở đây là. Lửa thánh linh tại đây là. Hallelujah. Lửa thánh linh tại đây là. Trong chân của Giê-xu quyền năng, lớn của thánh linh, lớn của thánh linh, đuổi và cột trói những kẻ mạnh sức ở đây. Tất cả những kẻ mạnh sức, những Giê-xu-bên, những chống lại Chúa, những linh của địa ngục và sự chết bị trói buộc ở đây này. Trói buộc, trói buộc, trói buộc và ra khỏi đây này. Vực sâu là nơi của chúng ta, vực sâu là nơi của chúng ta, vực sâu là nơi của chúng ta. Đi ra và xuống vực sâu, đi ra và xuống vực sâu, đi ra và xuống vực sâu. Tất cả đi ra và xuống vực sâu, tất cả mọi tà linh, tất cả mọi buồn ngại bùa chú, tất cả mọi quyền lực sự có tâm, tất cả những tà linh bùa chú buồn ngại đi ra và xuống vực sâu. Tất cả những tà linh đã đi ra và xuống vực sâu. Tất cả những con người tín đồ ở đây được tự do, tất cả mọi linh ở đây được tự do, tất cả mọi tâm thần ở đây được tự do, tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hallelujah. 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 Oh, không khí ở đây là không khí của thiên đàng. Không khí ở đây là không khí của sự tự do. Không khí ở đây là không khí của năng quyền và quyền phép. Oh, hallelujah. Tất cả những con người ngoài đây là người được tự do. Hallelujah. Đây sức mạnh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Anh chàng được đón đây ngày hôm nay. Anh chàng được đón đây ngày hôm nay. Anh chàng được đụng chạm ngày hôm nay. Anh chàng được nhấc lên ngày hôm nay. Anh chàng được nghe giải phóng hôm nay. Anh chàng được bắt đầu cai trị trong đời sống của mình ngày hôm nay. Anh chàng bắt đầu cai trị trong sự sống của đất nước sau này. Hãy cai trị, hãy cai trị, hãy cai trị. Ô, ta nói tiên tri rằng hội thánh của Chúa sẽ cai trị trong sự sống ngày hôm nay. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. 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 Hallelujah. 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 Chúa nói chị mà đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Không có một sự sợ hãi nào trong đời sống của chúng ta. Không sợ bất cứ một kẻ nào, một thế lực nào, một hoàn cảnh nào. Không sợ, chỉ tin thôi. Tin chỉ giúp anh em chiến thắng. Tin chỉ giúp anh em gặp gỡ Đức Chúa Trời. Tin chỉ giúp anh em có năng lực của Đức Chúa Trời. Tin chỉ khiến cho ma quỷ bỏ chạy khỏi mình. Cứ tin, vì Chúa đã chết thay cho anh em rồi và Ngài cũng đã sống lại nữa. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Còn biết chắc một điều là tất cả anh em đang ngồi đây có một gia đình được cứu rồi, có cha mẹ vợ chồng được cứu rồi, có con cái được cứu rồi, tất cả người thân được cứu rồi.
lực nào cản được điều đó. Tất cả anh chị em ngồi đây sẽ được thành công trong công việc của tay của bạn. Tất cả anh chị em ngồi đây sẽ hoàn thành ước mơ của mình và trở thành người phục vụ Đức Chúa Trời hằng sáng. Anh chị em sẽ bước tới đầy quyền năng. Bàn tay anh chị em dùng để chữa lành nhiều người. Lời nói anh em sẽ đuổi quỷ. Cuộc sống của anh em là giải thoát cho muôn người. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đến để cho chúng con được đạo. Hallelujah, 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 oh hallelujah. Cảm ơn Chúa, 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 cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.